Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin soái hạm Moskva của Nga bị hỏng nặng vì hỏa hoạn hay trúng đạn của Ukraine. Tuần dương hạm chỉ huy của Nga đã bị hư hại nghiêm trọng và toàn bộ thủy thủ đã được sơ tán. Truyền thông của nhà nước Nga chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh chiếc tàu chiến Moskva đi qua eo biển tại Istanbul vào ngày 6 tháng 6 năm 2021. Đạn trên tàu Moskva đã phát nổ do cháy, theo Bộ Quốc phòng của Nga tuyên bố, và bộ này nói nguyên nhân gây cháy nổ chưa được xác định. Phía Ukraine thì nói chiến hạm dài 186 mét đã bị hai tên lửa Neptune của họ tấn công, bắn trúng. Con tàu chiến có 510 thành viên thủy thủ đoàn dẫn đầu các vụ tấn công đường biển của Nga vào Ukraine, khiến nó trở thành một mục tiêu quân sự mang tính biểu tượng rất quan trọng. Trong những ngày đầu của cuộc chiến, tàu Moskva nổi đình nổi đám khi kêu gọi binh lính biên phòng Ukraine bảo vệ đảo rắn ở Biển Đen nên đầu hàng. Và hai bên đã nói gì về điều kiện này xảy ra? Đêm qua, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra thông báo nói rằng con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng, toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Nhưng Moskva nói vụ nổ đó là do một đám cháy gây ra và nói họ đang điều tra nguyên nhân mà không hề nói đến một vụ không kích từ Ukraine. Đây là hình ảnh con tàu Moskva nằm ở cảng Crimea vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi xác nhận rằng tàu tuần dương tên lửa Moskva hôm nay đã tới đúng chỗ lực lượng biên phòng của chúng tôi đưa nó đến trên đảo rắn. Thống đốc khu vực Odessa viết trên trang Telegram của mình. Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleski thì nói rằng nó cháy dữ dội ngay bây giờ và với tình trạng biển động này không rõ họ có nhận trợ giúp được hay không. Trong một dòng tweet sau đó, vị cố vấn Tổng thống nhận rằng Ukraine đã đánh chìm con tàu nhưng không đưa ra bằng chứng nào. Các cơ quan thông tấn trên thế giới cũng chưa thể xác nhận được tuyên bố này. Và động viên tinh thần cho Ukraine cũng là điều đặt ra. Đây là một thất bại đáng kể cho nỗ lực chiến tranh của Nga, cả về phương diện quân sự và tinh thần. Chiếc tàu chiến Moskva là một tàu tuần dương, hành trình cũ từ thời Xô Viết, nhưng nó đã là soái hạm của hạm đội Biển Đen từ năm 2000. Con tàu chiến nặng tới 12.500 tấn là một phần của tàu chuyên đi tuần tra trên biển và đe dọa cảng Odessa của Ukraine. Cho dù nguyên nhân vụ cháy lớn trên tàu là gì mà Ukraine nói đó là do hai tên lửa của họ bắn vào, sự lụi tàn của con tàu Moskva hoành tráng một thời sẽ được coi là công lý ở Ukraine. Về mặt thực tế, vụ việc này nhiều khả năng dẫn đến các tàu chiến Nga phải ra khơi xa hơn để đảm bảo an toàn và tránh bị Ukraine tiếp tục bắn tên lửa đánh chìm. Đây là hình ảnh thông số kỹ thuật của tàu Moskva khá hiện đại với nhiều trang thiết bị vũ khí. Và tàu Moskva quan trọng như thế nào là câu hỏi được đặt ra. Được xây lắp từ kỷ nguyên Xô Viết từ thời Liên Xô, con tàu chiến đã bắt đầu vận hành từ đầu những năm 1980 theo truyền thông của Nga. Con tàu tuần dương hành trình trước đó được Moskva điều đến Syria để bảo vệ cho lực lượng Nga ở đất nước này. Con tàu mang hơn một chục tên lửa chống hạm và một loạt vũ khí chống tàu ngầm và chống mìn và ngư lôi, theo nguồn tin này chia sẻ. Để có thể tấn công một cách quyết định vào soái hạm Biển Đen của Nga chính là một cú hích tinh thần to lớn, vì nó đã giảm đáng kể khả năng thực hiện các vụ tấn công hải quân trong tương lai của Nga nhằm vào Ukraine. Samir Puri từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đã cho biết như vậy. Và loại tên lửa nào với tên là Neptune của Ukraine lại nguy hiểm đến như vậy. Đây là hình ảnh tên lửa Neptune của Ukraine. Hệ thống tên lửa hành trình Neptune được các kỹ sư quân sự tại Kiev chế tạo để đáp lại mối đe dọa hàng hải ngày một lớn từ Nga ở Biển Đen, sau khi Nga sát nhập Crimea vào hồi 2014. Theo tờ bưu điện Kiev, Hải quân Ukraine mới được giao các tên lửa tầm 300 km vào hồi tháng 3 năm ngoái. Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, Ukraine đã nhận được rất nhiều viện trợ quân sự từ đồng minh phương Tây, trong đó có tên lửa phòng không và chống tăng trị giá 100 triệu bảng Anh mà Anh Quốc hồi đầu tuần trước hứa sẽ gửi cho Ukraine. Và tàu Moskva quan trọng ra sao đối với Nga và bản thân ông Tổng thống Putin? Được xây dựng, xây lắp từ hồi Liên Xô, con tàu chiến đã bắt đầu vận hành từ đầu những năm 1980, theo truyền thông Nga chia sẻ.
con tàu tuần dương hành trình trước đó được Moscow điều đến Syria bảo vệ lực lượng của Nga ở đất nước này. Như vậy, nó đã tham gia vào rất nhiều cuộc chiến tranh khác nhau của Nga trên thế giới. Đây là hình ảnh chiếc tàu tuần dương hạm có thủy thủ đoàn tới 510 người trong hành trình cập cảng Sevastop vào năm 2013. Con tàu được biết mang theo rất nhiều vũ khí hiện đại khác nhau, trong đó có hơn một chục tên lửa chống hạm và rất nhiều vũ khí chống tàu ngầm, chống mìn, ngư lôi. Chiến hạm Moskva là một con tàu lớn thứ hai được biết là đã bị hư hại nặng kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược bắt đầu. Và đây là một đòn đánh rất mạnh vào Moscow và cuộc chiến xâm lược của nước này tới Ukraine. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 5 hổ đầu đao đang chờ ai, điểm mặt ai. Những ngày đầu trước thềm Hội nghị Trung ương lần thứ 5, bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thông báo là sắp xếp nhân sự cấp thứ trưởng và thấp hơn. Đây là việc sắp xếp nhân sự rất bất thường. Hầu hết ai đã được sắp xếp từ Đại hội 13 đầu năm ngoái thì họ sẽ ngồi cho đến hết nhiệm kỳ, tức là đến năm 2026. Tuy nhiên, chỉ mới sau đại hội có hơn một năm mà Đảng Cộng sản đã dục dịch xếp lại một số nhân sự, thì điều đó cho thấy hội nghị này sẽ loại một số nhân vật làm không đạt yêu cầu. Chiều ngày 12 tháng 4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Việc công bố nêu trên được thực hiện theo quyết định số 471 ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, Bộ Chính trị chỉ định hai thứ trưởng Bộ Công an gồm Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Lòng tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là hình ảnh thay đổi nhân sự cấp thấp trước thềm Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng. Cũng ngày 12 tháng 4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trao quyết định bổ nhiệm điều động cho sắp 6 cấp vụ phó và vụ trưởng của Bộ. Tiếp tục vào sáng ngày 13 tháng 4, tại Hà Nội, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng với nhà báo Phạm Văn Dùng, v.v. và nhiều sự bổ nhiệm khác. Đấy là việc bổ nhiệm những chức vụ thấp. Tuy nhiên, với chức vụ của những người đang là ủy viên Trung ương Đảng thì thẩm quyền thuộc Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị. Nếu không có những nhân sự và nhân vật lớn trong Bộ Chính trị gật đầu thì không ai có thể thuyên chuyển được những vị trí lớn như vậy. Hầu hết những quyết định cách chức hoặc kỷ luật những nhân vật lớn như ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị hay cựu ủy viên Bộ Chính trị đều được đưa ra tại các hội nghị Trung ương để Bộ Chính trị bàn bạc và quyết định. Kỷ luật hay cách chức ông Đinh La Thăng, Tất Thành Cang, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Bắc Son, v.v. đều được đưa ra bàn bạc và quyết định tại các hội nghị Trung ương. Có lẽ Hội nghị Trung ương 5 của khóa 13 kỳ này là hội nghị quan trọng. Nhiều nhân vật đang là ủy viên Trung ương Đảng, đang dính rất nhiều sai phạm, đang chờ ngày phán xét. Xét sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây. Và những cái tên đấy là ai chắc không khó có thể liệt kê ra một danh sách. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người nắm quyền quyết định sinh mệnh chính trị của rất nhiều người trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là cán bộ cấp cao. Thứ nhất là ông Chu Ngọc Anh. Ông này thời còn là Bộ trưởng Bộ Học và Công nghệ, kiêm Bí thư Đảng ủy. Cơ quan này đã để xảy ra sai phạm có liên quan đến công ty Việt Á. Ông đã được báo chí thông báo là sẽ bị kỷ luật, nhưng mức kỷ luật là như thế nào thì chưa được định đoạt. Có lẽ là đợi Hội nghị Trung ương 5 rồi định đoạt luôn một thể. Người thứ nhì là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Bộ trưởng này đã bắt tay với công ty Việt Á, nâng khống giá bộ thiết kế nghiệm dởm để móc túi người bệnh. Cũng ông Bộ trưởng này là người kế nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Tưởng rằng ông ta khá hơn bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng thật ra ông này còn tệ hơn cả bà. Tên tuổi của ông Nguyễn Thanh Long đã được đưa lên. Rất có thể tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5 sắp tới, Bộ Chính trị sẽ quyết định mức kỷ luật với ông này. Người thứ ba đang là ẩn số, chính là Vũ Đức Đam. Ông Vũ Đức Đam có thời gian ngắn tiếp quản ghế Bộ trưởng Bộ Y tế do bà Nguyễn Thị Kim Tiến để lại. Sau đại hội lần thứ 13, ông Nguyễn Thanh Long tiếp nhận chiếc ghế này và để xảy ra sai phạm như đã đề cập.
ông Vũ Đức Đam từ lúc trả lại chiếc ghế bộ trưởng cho ông Long, thì ông Đam lại trở về vai trò là phó thủ tướng phụ trách y tế, giáo dục và công nghệ. Nói chung, vai trò của ông Vũ Đức Đam ở cương vị phó thủ tướng đều liên quan đến hai bộ đang liên quan đến công ty Việt Á. Nếu kỷ luật ông Trung Quốc Anh và ông Nguyễn Thanh Long, thì ông Vũ Đức Đam cũng khó mà thoát tội. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam, người đáng lẽ phải bị kỷ luật, chung với ông Trung Quốc Anh và Nguyễn Thanh Long. Hổ đầu đao là máy chém trong phim Bao Công. Nó nói lên quyền lực chảm những quan tham hoặc những quan chức lộng hành gây tội với bá tánh trên khắp mọi miền đất nước. Giờ đây người ta dùng từ hổ đầu đao mang ý nghĩa là quyền lực được phép trừng trị những quan chức sai phạm. Hiện nay quyền lực đó đang nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Người dân đang đợi ông Nguyễn Phú Trọng trừng trị ba ủy viên Trung ương Đảng đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho người dân và những người bệnh trong lúc đại dịch COVID-19 hoành hành để bỏ túi hàng nghìn tỷ đồng.